Tại sao mà cái tấm chống nóng nó lại đạt được cái hiệu quả chống nóng cao như vậy và được rất nhiều người ưa chuộng và tin dùng? Trong video này tôi sẽ chia sẻ đến các bạn cái cấu tạo của cái tấm chống nóng này các bạn nhé. Tấm chống nóng nó sẽ bao gồm 3 lớp. Lớp thứ nhất đây, các bạn có thể quan sát đây là cái lớp bên ngoài của tấm chống nóng. Nó được cấu tạo từ cái sợi thủy tinh và giấy xi măng đặc chủng đã được xử lý qua cái phần chống thấm các bạn nhé. Và cái lớp thứ hai, đây là cái lớp BU foam, là cái lớp cách nhiệt và cách âm chính của cái tấm chống nóng các bạn. Đây là cái lớp chính của tấm chống nóng, nó được thiết kế để giảm phần lớn cái lượng nhiệt cũng như là âm thanh truyền từ bên ngoài vào. Và nó được cấu tạo hình thành từ hệ thống bọt BU foam do phản ứng của các hợp chất được trộn bằng máy chuyên dụng nén ở áp cao các bạn nhé. Nó sẽ sản sinh ra lượng lớn CO2 và liên kết với nhau thành cái dạng xốp như này. Trong cái lớp BU foam này thì nó có rất là nhiều cái lỗ khí nhỏ được phân bố với mật độ cao. Chính vì vậy thì hiện nay nó đang là cái loại vật liệu cách nhiệt và cách âm rất được ưa chuộng các bạn ạ. Và cái lớp BU foam này nó cũng không thấm nước các bạn nhé. Khi mà kết hợp với xi măng đặc chủng đã được xử lý ở trên bề mặt thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về khả năng chống thấm của nó. Và đặc biệt khi gặp lửa thì với nhiều bọt khí CO2 khi cháy, khí CO2 sẽ sản sinh ra và nhanh chóng dập tắt cái ngọn lửa gần như là lập tức các bạn ạ. Đây là lớp thứ ba các bạn nhé. Về bản chất thì nó cũng giống cái lớp đầu tiên thôi, thì nó cũng được cấu tạo từ cái sợi thủy tinh và giấy xi măng đặc chủng. Nó được bổ sung thêm cái hỗn hợp tăng cái khả năng chống thấm, chống ẩm và kháng rêu mốc các bạn. Tấm chống nóng này nó chủ yếu được cấu tạo từ PU foam nên nó rất là nhẹ các bạn ạ. Tuy nhiên nó đã được bổ sung thêm cái sợi lưới thủy tinh liên kết, cái mật độ dày và giấy xi măng đặc chủng trải ở trên đều trên hai cái bề mặt của tấm chống nóng, nên là cái tấm này nó rất là chắc chắn và cứng cáp các bạn nhé. Như các bạn có thể thấy ở trên video đây thì một anh thanh niên khoảng 6-70 kg anh đứng anh nhảy trên cái tấm chống nóng mà nó cũng không chìm các bạn nhé. Đấy, chứng tỏ cái tấm chống nóng nó rất là nhẹ. Hay là ở một video này thì nguyên một chiếc ô tô đấy đè qua mà cái tấm chống nóng gần như không bị biến dạng và hư hại các bạn. Vừa rồi tôi đã chia sẻ đến các bạn rất tận tật cái cấu tạo của cái tấm chống nóng các bạn nhé. Nếu các bạn có nhu cầu mua hàng hoặc là tư vấn giải đáp miễn phí thì các bạn có thể liên hệ qua số hotline 0936066631 hoặc là các bạn có thể truy cập vào website www.chongnonghanoi.com hoặc các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng tại số 156 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Số điện thoại 0911887113. Và các bạn thấy video chia sẻ của chúng tôi hữu ích thì các bạn đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để có thể tiếp thêm động lực cho kênh tư vấn xây dựng của chúng tôi có thể ra được nhiều video hữu ích hơn nữa. Video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.